có thể bà đứng ở ngoài cửa. Gì vậy? Cô chơi kỳ quá. Hồi nãy tôi nhảy xuống đây kiếm cầu cứu cô mà cô chưa bắn đứng tôi. Không phải bắn đứng, tại vì yêu tinh nói là có thù với đàn ông. Mà phải chi á, anh chịu đưa tôi cái bông là bây giờ tôi về tới nhà rồi. Bây giờ cha tôi lo, bệnh nặng thêm nữa cho coi. Ủa thì cha tôi cũng lo vậy. Bệnh của cha tôi á là bệnh chết người. Tôi có một mình cha à. Mất cha rồi tôi không còn ai trên đời nữa hết, tôi sống chi nữa. Thôi bà, cô đừng có khóc nữa. Tôi cũng thương cha tôi nên tôi hiểu được tấm lòng của cô. Nhưng mà tôi chết mà tôi trị bệnh được cho cha tôi cũng làm nữa. Cha ơi, con không cứu được cha rồi. Cha ơi. Thôi được rồi, đưa đây. Anh làm gì vậy? Anh cởi trói cho tôi hả? Chứ còn gì nữa. Cởi trói thiệt hả? Cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ cởi trói tôi cũng đâu cứu được cha đâu. Cha ơi, con có tội với cha. Cha ơi. Cha ơi. Gì vậy? Cô đem về trị bệnh cho cha cô đi. Thiệt hả? Anh cho tôi hả? Nhưng mà còn anh thì sao? Thôi thì tôi cũng đâu có sao. Cha tôi cũng đâu có bị bệnh. Không, không có tôi thì cũng còn anh hai tôi. Anh cho tôi thiệt á hả? Tôi cho cô thiệt đó, cô đi lẹ đi, chứ để cô yêu cổ về đó. Còn anh thì sao ta? Tôi lo quá. Thì chạy được người nào hay người đó. Hồi nãy cô cũng nói rồi mà, cô yêu á, cô chỉ ghét, cô chỉ thù đàn ông thôi. Thì coi như là tôi có chạy đằng trời, tôi cũng thoát được cổ nữa. Nhưng mà thoát được người nào hai người đó. Cô ở đây ăn dạ tội nghiệp cô. Cô đi lẹ đi. Nhưng mà tôi như vậy gì nữa, chạy lẹ đi. Chứ lỡ cô yêu về rồi sao? Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nhiều. Tôi đi trước nha. Anh bảo trọng nha. Bảo gì nổ mà bảo. Chắc bị bà đút trọng luôn chứ bảo gì nữa. Con nhỏ kia đâu rồi? Hả? Con nhỏ kia đâu? Cô ơi, cô đừng kiếm cổ làm cái gì. Cô tha cho cổ về cứu cha đi. Cô chỉ muốn giết đàn ông thôi mà. Người làm cái gì vậy? Dạ quýu. Người có tin ta đập cho quéo luôn không? Dạ không. Người mê con nhỏ đó hả? Cô nói như vậy, tôi với cậu mới gặp lần đầu luôn đó, mê gì mà mê. Người nói người không mê, sao người ở đây thế mạng cho nó? Chẳng phải loài người có thứ tình yêu gọi là tình yêu sét đánh hay sao? Cô tin như vậy mà cũng lãng mạn quá. Nhưng mà cái vấn đề là sét đánh ai chứ không có đánh trúng tôi đâu. Mà có đánh trúng tôi là chỉ có cho tôi khùng hơn thôi, chứ làm gì có tình yêu. Không mê thì tốt, khỏi đau khổ. Ta nói cho người biết, người bị nó lừa rồi. Nó giả bộ về trị bệnh cho cha, để người ở lại đây thế mạng đó. Cái giống người lừa lọc dối trá ta còn lạ gì? Không, không có đâu, cô không có lừa tôi đâu. Cô về trị bệnh cho cha thiệt đó. Hả? Cô muốn ăn thịt tôi hay là cô muốn giết tôi gì đó thì cô làm lẹ luôn đi. Chứ nói thiệt là nãy giờ buồn ngủ quá. Người thôi, nếu mà chưa thèm thì cho ngủ một giấc cũng được. Rồi xong tôi dậy cho ăn. À, trời, quên nữa, cô tin ở đây ngoài thịt người thì có cái gì cho con người ăn được không? Đói bụng quá. Trời ơi.